Tôi tìm một nhà hàng Đốt San Đông, Sơn Đông ở Thanh Đảo để có thể thưởng thức đúng cách là ăn ở nơi này. Đậu phụ và các món thịt từ khắp Trung Quốc, rồi những món hải sản ở Thanh Đảo không thiếu món gì được bưng ra phục vụ khách hàng. Ẩm thực Sơn Đông không kích thích vị giác, mà đây sẽ là 8 món mà cảm nhận được với hương vị độc đáo của hải sản ở Trung Quốc. Nhìn vào các món ăn cũng như cách bày biện thì có thể thấy được ở đây vừa có cả những món ăn cao cấp và cũng có một vài món ăn khá là quen thuộc. Nên trước khi quyết định bữa ăn, chắc hẳn mỗi người cũng cần phải có sự cân nhắc. Chimoru, một khu chợ nổi tiếng nhất ở Thanh Đảo. Chợ Chimoru đang nắm giữ một vị trí trọng điểm của khu vực Thanh Đảo. Quy mô của chợ mặc dù không được rộng lớn lắm, nhưng ở đây lại mang đậm những kiến trúc cũng như hình ảnh truyền thống của Trung Quốc. Khu chợ được thiết kế giống như khu mua sắm nên chúng ta có thể mua sắm được những món đồ yêu thích. Nhưng so với quy mô cũng như chủng loại mặt hàng thì chợ Đông Daemun hay chợ Nam Daemun vẫn thích hợp cho việc mua sắm hơn là nơi đây. Khu chợ bán những mặt hàng được làm giả nổi tiếng ở Thanh Đảo. Tại đây số lượng hàng hóa khá là ít và cũng có nhiều mặt hàng thiếu và không được bày bán nên chúng ta có thể lựa chọn việc tham quan ngắm cảnh khu chợ chắc là sẽ thích hợp và thú vị hơn là đi mua sắm. Khu chơi golf Đông Giang gần sân bay Thanh Đảo thuộc phía đông nam bán đảo Sơn Đông của Trung Quốc. Với tổng diện tích là 5,4 km² và được trang bị 36 điểm đánh golf, thì nơi đây được coi như một sân golf lớn và hiện đại mang tầm cỡ quốc tế. Là vùng đất quay lưng ra phía biển nên sức gió và hướng gió có sự chuyển hướng đa dạng và nó cũng rất thích hợp với việc đánh golf. Cùng với đó, vị trí các đường giao thông thuận lợi và nằm trên con đường 30 phút di chuyển là đến sân bay, nên nơi đây được lựa chọn là một trong những sân golf bậc nhất. Sân golf này có thể nói rằng nổi tiếng và có sự yêu thích ngang với các sân golf bậc nhất tại Seoul hay được mọi người lựa chọn đi vào các dịp cuối tuần. Với giá cả cũng rất vừa phải và hợp lý so với những khu vực khác, nên nơi đây cũng được rất nhiều nhân viên công sở tìm đến. Ngoài ra, trên đường di chuyển ra sân bay thì chúng ta cũng có thể ghé qua sân golf khác như là sân golf Seoul Nam. Sân bay ở đây có sự nổi tiếng và được mệnh danh là sân bay trung tâm để đưa du khách đến các khu vui chơi golf, nên những người dân Hàn Quốc cũng tìm đến để lưu trú và tận hưởng kỳ nghỉ cũng rất nhiều. Tại đây đang được trang bị hệ thống phòng nghỉ cũng như khu nhà hàng ẩm thực với các món ăn đa dạng, phù hợp với mọi du khách trong nước và ngoài nước. Vì vậy, trước khi ra sân chơi golf, chúng ta hãy thưởng thức hương vị các món ăn để nạp thêm năng lượng cho cuộc chơi đầy thú vị. Với các món ăn Trung Quốc đa dạng và vô cùng hấp dẫn cả hương vị, thì cho dù là những thượng khách khắt khe về ẩm thực cũng vẫn có thể hài lòng được và không cần lo lắng về bất cứ điều gì. Bên cạnh các món ăn Trung Quốc thì cũng có các món ăn đặc trưng của Hàn Quốc. Món ăn mang vị của ớt như là món kim chi được biết đến là một món ăn giúp tạo thêm vị giác giúp chúng ta ăn ngon miệng hơn. Ngày nay đất nước Trung Quốc đang ngày càng chú trọng đến việc chăm lo chất lượng cuộc sống, vì vậy chất lượng của các dịch vụ phải sạch đẹp và gọn gàng hướng đến khách hàng. Đặc biệt là việc quản lý tốt các dịch vụ liên quan đến việc đảm bảo vệ sinh cho khách hàng. Các trang thiết bị và đồ dùng cần thiết luôn trong trạng thái đầy đủ và đảm bảo sạch sẽ để làm hài lòng khách hàng. 300.000 m² được dùng để trồng cây xanh tạo cảnh quan và sự trong lành cho sân golf. Vì vậy, chúng ta có thể tận hưởng việc chơi golf tại một sân golf. Vừa mang tầm cỡ quốc tế, lại vừa mang quang cảnh thiên nhiên và bầu không khí trong lành. Với vô vàn các loại cây cỏ đã tạo nên sân golf đa gang, vô cùng tuyệt đẹp, tựa như bức tranh thiên nhiên muôn màu và nơi đây còn có hình ảnh của loài thiên nga. Sẽ rất thú vị khi chúng ta đang thưởng ngoạn cảnh đẹp và lại bắt gặp được hình ảnh của loài thiên nga phải không ạ? Quý vị hãy cùng thử một lần đến và khám phá điều thú vị này nhé! Đến với khu chơi golf Đông Giang, chúng ta có thể cảm nhận được bầu không khí trong lành, mát mẻ. Nếu vậy, quý vị thấy thế nào khi chúng ta cùng nhau đi xe điện để thưởng thức quang cảnh nơi đây? Những người đang ra sân với một cơ thể tràn đầy năng lượng và đầy đủ về tư trang. Mặc dù nó là môn thể thao không cần dùng nhiều về sức lực, nhưng lại mang lại cho chúng ta những giây phút tự do thoải mái, nên nó được gọi là môn thể thao vua trong các môn thể thao giải trí.
Chúng ta thường nghĩ đánh golf để trúng đích trên một bề mặt đất rộng như vậy sẽ rất khó khăn, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là nắm bắt được vị trí đích, các yếu tố liên quan và ảnh hưởng đến tầm ngắm để đánh sao cho trúng đích nhất có thể. Vì vậy, nếu trước khi đánh chúng ta không có sự chuẩn bị kỹ để nắm bắt được các yếu tố trên thì rất khó có thể đánh tốt được. Mô hình ở đây được thiết kế chỗ thấp chỗ cao tùy theo mức độ từ dễ đến khó trên nền thảm cỏ màu xanh, nên nếu là người chơi lần đầu chưa chắc đã quen và sẽ có đôi chút trở ngại. Bãi cỏ tại nơi được chăm sóc rất cẩn thận, đảm bảo luôn là một mặt cỏ xanh trong suốt 4 mùa để thuận tiện cho du khách có thể đến chơi bất cứ khi nào trong năm. Thế nhưng vào mùa đông thì cũng giống như ở quốc gia chúng ta, thời tiết lạnh và hướng gió từ biển thổi vào nên không thuận lợi cho việc chơi golf. Chính vì vậy không mấy người muốn đến chơi vào mùa đông. Và thời tiết hôm nay khá đẹp và thuận lợi cho chúng ta vui chơi và ngắm cảnh. Cho dù đến đây để chơi golf hay tham quan ngắm cảnh thì chúng ta cũng đừng quên lưu lại những hình ảnh và ký ức tuyệt vời này nhé. Ôi, gió thật mát dịu, thoải mái quá.